Nhớ mãi cái cảnh bật nhạc chơi khi sắp hết pin, màn hình chớp theo nhịp nhạc không khác gì lên ba. Bye bye mọi người. Không biết đã bao giờ các bạn tự hỏi ngày xưa thế hệ 8X và đầu 9X giải trí như thế nào chưa? Cho ăn khớp với nội dung của kênh, ngoài những trò chơi thể chất thì tôi sẽ chú trọng vào các yếu tố giải trí mang tính công nghệ một chút. Video này thì cũng chỉ lấy theo trải nghiệm của cá nhân, nên có gì không đúng thì anh em thông cảm nhá. Các bạn có biết cái tên gọi của những thứ đang hiển thị trên màn hình không? Cứ sử dụng chúng thì bọn tôi đều gọi chung là chơi điện tử, và đi kèm với đó là những cái tên gọi Việt hóa gần gũi, dễ nhớ hơn. Đầu tiên phải kể tới điện tử cầm tay. Có lẽ đây là loại máy đầu tiên mà bất cứ bạn trẻ nào cùng lứa với tôi cũng được trải nghiệm trước tiên. Ngày đấy, thằng nào mà ra ngoài cầm theo cái máy này cũng được anh em trong xóm nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng. Nó ngồi một góc bấm bấm, nghe cái tiếng chíu chíu phát ra thôi thằng nào thằng đấy chả thèm nhỏ dãi. Game trên máy thì không quá cầu kỳ, chủ yếu là những khối vuông màu đen được sắp xếp sao cho giống hình cần mô tả nhất là được. Theo trí nhớ của tôi thì phổ biến nhất là game xếp hình. Sau đấy thì có thêm một số máy là thêm những cái trò như kiểu đấm bốc, đua xe, xe tăng, rắn săn mồi. Máy nhỏ gọn chạy bằng pin con thỏ. Ngày đấy ông nào chơi cũng hạn chế bật âm thanh để tăng cái thời gian trải nghiệm. Mình nhớ mãi cái cảnh bật nhạc chơi khi sắp hết pin, màn hình chớp theo nhịp nhạc không khác gì lên ba. Tiếp theo là bốn nút, tên gọi đầy đủ là Nintendo Entertainment System. Úi dồi ôi, loằng ngoằng chưa? Đây là loại máy mà tôi sẽ nhắc tới nhiều nhất trong video này, bởi vì chủ yếu tuổi thơ của tôi là dành cho nó. Tôi không rõ vì sao mà cái máy này ngày xưa được gọi với cái tên là bốn nút. Anh em truyền miệng nhau thôi mà gần như ai cũng biết khi nó được nhắc đến. Tới đây thì chắc hiện lên trong đầu anh em nào là băng 64 trò này, con cha, ninja cứu mẹ hay Kage phải không? Tôi cũng vậy ấy. Mà có thể anh em không biết cụm từ phá đảo cũng bắt nguồn từ con cha bốn nút mà ra. Bởi vì sau khi tiêu diệt được chúng cuối, chúng ta được xem một cái hoạt cảnh nhân vật lên trực thăng bay đi, bỏ lại phía sau là hòn đảo đang nổ tan tành. Ngoài ra thì con cha cũng mang tới một đoạn mã cheat code huyền thoại của Konami mà thế hệ bọn tôi đọc vanh vách tới giờ. Lên lên xuống xuống trái phải BA, xin 30 mạng, đơn giản. Cá nhân tôi làm quen với bốn nút từ khi còn 4 tuổi cơ, và thuộc thế hệ hoài cổ, nên tới giờ tôi cũng luôn ưu tiên những game có đồ họa tương tự. Nani? Chiếc máy bốn nút đầu tiên mà tôi có được là dao kèo 100 điểm 10 tới từ bố tôi năm học lớp 1. Nói thật, tính cả 12 năm đi học, tôi chẳng hoàn thành nổi cái kèo này. May sao bố tôi vẫn ưu ái tậu về cho một em vào đợt nghỉ hè năm đấy. Một phần là do tôi hay móc ví mẹ rút quỹ đen của bố để ra quán chơi. Vẫn nhớ là 500 được một tiếng, thi thoảng còn xin chơi thêm 200. Máy bốn nút ngày xưa thì nó không đơn giản như trình giả lập trên PC mà các bạn biết tới bây giờ đâu. Thứ nhất là về cái bộ giắc cắm lằng nhằng nhiều màu sắc. Bạn phải phân biệt được đâu là dây âm thanh này, đâu là dây hình ảnh này. Rồi tương tự là tìm được cái đầu ra mình cắm ở trên TV, mà TV thì cũng phải trục lỗ. Cắm sai thì cũng chả sao đâu, ngửi thấy mùi khét là biết ngay. Tiếp đến là để chơi được game thì bạn phải có những cái chiếc băng. Bài học rút ra được từ ngày đó ấy, chất lượng là hơn số lượng. Đối với băng bốn nút mà nói, băng nào càng ít trò càng đắt và game sẽ càng hay. Còn mấy cái loại mà 1.000 in 1 hay là 9.999 in 1 thì thôi, khéo vác ra được 5 game vớ va vẩn. Còn lại vẫn là 5 cái game đấy nhưng được đặt ở số thứ tự khác, thế thôi. Hoa hậu của băng bốn nút ngày đấy là 64 in 1 với hơn 50 trò chơi khác nhau và cực chất lượng. Tôi biết tới ninja cứu mẹ hay là Kage là cũng từ đây mà ra. Riêng bốn nút mà nói thì tôi đã chơi cho đến tận hết năm học cấp 2. Một phần là vì thời gian này là đã biết tới giả lập rồi, lỡ tay động vào cheat code nên cảm giác chơi game ngày xưa là cũng từ đó mà ra đi. Hở cái là lệ xếp, loát, liên tung tục, phá đảo cho gì cũng dễ. Rồi, tiếp theo thì là tới Super Nintendo Entertainment System. Úi dồi ôi, đọc còn khó hơn cả cái máy kia. Rồi, được gọi với cả cái tên mỹ miều, cả dễ nhớ hơn là đĩa mềm. Tôi thì không tìm hiểu sâu về cái SNES, mà cá nhân tôi thì cũng tự cảm nhận đây là một cái phiên bản nâng cấp của bốn nút. Loại này thì cầu kỳ hơn NES rất là nhiều, vì mỗi game là được chạy bằng một cái đĩa riêng. À mà đố các bạn biết nhá,
vì sao đĩa của SNES là hình vuông, nhựa cứng mà lại được gọi là đĩa mềm? Đấy, câu trả lời này, bởi vì khi chúng ta tháo cái lớp vỏ cứng bên ngoài ra ấy, bên trong là một cái đĩa nhựa mỏng, mềm, được phủ bởi một cái lớp vật liệu từ trường. Bọn tôi biết là vì ngày xưa có một cái đĩa hỏng, bọn tôi đập ra thì bên trong biết thấy cái đĩa đấy, chứ còn không thì cũng chả biết đâu. Ngày đó trong đống bạn bè thì chả có nhà đứa nào có cái máy đĩa mềm, nên thời gian biết tới chủ yếu là ra quán thôi. Tôi thì hứng thú với cả những cái trò chơi như kiểu đua xe hắc lây, nhất dương chỉ, đặt bom. Còn các sư huynh lớn hơn thì chơi đá bóng siêu sao, gọi cái tên là gì, International Superstar Soccer đấy, đấy. Hay là mấy ông thì đam mê chiến thuật thì chơi mộc đế. Đấy. Ngày đó thì không có gì chơi, chỉ cần đặt chân được vào quán đứng xem thôi cũng đã thích mẹ rồi. Nữa thì là quả Sega 6 nút. Thì tôi biết tới Sega cùng thời điểm với các SNES thôi, nhưng vì giá thành đắt đỏ hơn nên nó không được phổ biến rộng rãi. Sega cũng chạy bằng băng nhiều 4 nút, nhưng hầu hết mỗi băng lại chỉ một trò. Tôi thì không được trải nghiệm nhiều, nhưng có ra các quán để mà chơi ngó các sư huynh thì cũng biết đến Rồng Đen với Lưu Cang Hóa Rồng, Kage Bóp Ré, hay xuống chéo lùi tiến A là bắn trưởng Kame trong Bảy Viên Ngọc Rồng. Phải nói đồ họa của Sega ngày đấy ấn tượng hơn NES rất là nhiều ấy. Mãi đến sau này tôi mới biết là Sonic là biểu tượng của hãng game Sega. Ấy thế mà ngày đấy cái con nhím này nó chả ấn tượng gì với tôi cả. Tôi biết đến nó nhờ vào... mà thôi. Tiếp nữa thì chúng ta có cái gọi là Tamagotchi, gà ảo. Đầu năm tôi lên cấp 2 thì cái cơn sốt gà ảo được báo chí đưa tin rất là nhiều luôn. Liên tục là những bài báo lên án về việc bạn trẻ mải nuôi thú ảo mà ảnh hưởng tới cuộc sống cũng như là việc học hành. Cũng giống như điện tử cầm tay thôi, ban đầu chỉ có những cái loại gà ảo cơ bản khi bạn nuôi những cái con thú đáng yêu như ở mèo, gà, cún, khủng long. Sau có những phiên bản nâng cấp hơn cho phép thú cưng tiến hóa thay đổi hình dạng, có hướng chiến đấu nhiều Digimon, Sumo. Mẹ cái ngày đấy cứ nghĩ cái trò Sumo cắm máy vào PK là thật cơ. Ai ngờ hóa ra nó chỉ hiển thị cho vui, chả có PK đéo nào ở đây cả. À, tôi thì có vẻ không hợp với cả nuôi gà ảo cho lắm, bởi vì ngày đấy toàn để nó ẻ bậy ẻ bạ, xong rồi quên cho nó ăn. Hôm sau còn đúng bộ xương khô trên màn hình. Trên đây là những cái trải nghiệm của tôi với những cái món đồ chơi điện tử đã đi cùng tuổi thơ. Các bạn có kỷ niệm nào giống tôi không? Hãy kể thử câu chuyện của bạn dưới bình luận nhá. À, đừng quên like và subscribe cho kênh của tôi nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những clip sau nhá.